Một năm sáu bảy tám chín chào Quang Phúc, Nguyễn Đường, Hải Đăng, Mai Linh, Hùng Mạnh, Trần Minh Hiếu, Đào Công Thành, Nguyễn Duy Quân, Khương Duy. Xin chào tất cả các tình yêu của thầy nhá, mời đứa vào đây các em ơi. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt luôn, mời đứa vào đi. Tống Lê Tuấn Kiệt uh, cải tiến Giang, Trâm uh, Anh Trinh gái, vào đi mấy đứa, vào đi nhanh khẩn trương nào ngày hôm nay ấy là một ngày rất là đặc biệt luôn. Team tôi học sẽ chính thức là triển khai một cái chuỗi chiến dịch áp chót dành cho các em uh, học sinh 2K6. Chiến dịch này uh, có tên là gì ạ? là cấp tốc về đích đúng không ạ? Chuỗi chiến dịch này ấy là thầy đặt là 20 ngày tăng tốc 9 cộng và đây là chuỗi chiến dịch uh, gọi là dành riêng cho các em có thể coi là chuỗi chiến dịch gần như cuối cùng rồi. Uh, có nghĩa là gì ạ? là các em sắp đến đích rồi đúng không ạ? và thầy uh, ghi thầy thầy yêu cầu các bạn là ghi nhớ cho thầy cái này nhá là bắt đầu từ ngày hôm nay với các bạn lớp vip thầy cũng đã nói rồi là khi các em vào xem livestream ấy thì các em nhớ là ở phần comment đúng không thầy có là để ghi là em chắc chắn sẽ đấu nguyện vọng một đúng không theo cái luật hấp dẫn ấy thì các em nhớ là khi chúng ta vào chúng ta điểm danh và thả tim cho thầy được chưa thả tim cho thầy ở comment đấy để điểm danh nhé và thầy lên cái ý tưởng xây dựng cái chuỗi chiến dịch này ấy là Mục đích là phục vụ cho các em với tất cả các đối tượng. Tức là gì ạ là với những cái bạn thậm chí là nếu em nghiêm túc học cái chuỗi này ấy, có thể là em gần như là là bắt đầu từ đầu với hóa em mà nghiêm túc em hoàn toàn cũng có thể là cải thiện cái điểm số của mình trong vòng 2 tháng tới. Đấy, còn tất nhiên là đối với các bạn lớp vip ấy, thì em có thời gian em tham gia chuỗi này thì quá tuyệt vời luôn. Bởi vì thầy sẽ soạn cho các bạn từ 35 đến 36 câu, chúng ta hoàn toàn là bỏ qua những cái câu ở mức độ là phân hóa đi và em làm chắc cho thầy cái nền là gì ạ? tầm khoảng 9 điểm. Được chưa? Thầy chào Võ Công Đạt, Lý Phương Thảo, Hoàng Thu Trang, tất cả các em hãy tăng các bạn vào giúp thầy. mười đứa nhá. Ngày hôm nay ấy là uh, khi các em những bạn nào các em xem cho thầy cái chuỗi này nghiêm túc thì vào tối thứ năm tuần này thầy sẽ thông báo một cái khóa học uh, rất là gì ạ là đặc biệt là khóa học truyền thống của đại gia đình lớp viết rồi, đó là khóa 7 ngày cấp tốc phải đích Và những bạn nào mà các em nghiêm túc học này các em chia sẻ livestream cũng như xây dựng bài cho thầy một cách thực sự là đàng hoàng nghiêm túc ấy thì thầy sẽ có những món quà cho riêng các em. Được chưa? nha bây giờ nhá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bởi vì thầy chỉ có một tiếng dành cho các bạn với 36 câu của ngày hôm nay. Các em nhớ ấy, là những bạn nào mà các em uh, tham gia một cách nghiêm túc thì ở trên web ấy các thầy đã tặng cho các em cái gói khóa này free luôn rồi. Đúng không ạ? Các em có thể nhìn đến đây. Nhá, ngày hôm nay buổi đầu đó thầy sẽ giới thiệu cho các bạn thì các bạn lên trên web ấy, khóa này là khóa không đồng luôn này và thực sự là sẽ là một khóa cực kỳ xịn sò cho tất cả các em đấy, các em lên là tôi net học nhá các em vào đây được chưa đấy các em vào đây và các em làm bài cho thầy các em lấy file đề ờ, các bạn làm bài cho thầy ok chưa và thầy đăng cho các bạn là sẽ đăng cho các bạn từng đề một luôn nhá, nhớ là làm năm sao đây cho thầy nhá cho phấn khởi và các em làm file đề các đứa ở đây có hết luôn các đứa nhớ chưa Ok nhá, các em đồng ý chưa? Để làm hết đây cho thầy nhá. ấn vào đây lại nhảy ra nhỉ. có thể là mạng đang hơi yếu tí hoặc là rất nhiều bạn đang làm và nộp bài đúng không ạ? Tầm này là cao điểm nữa. Rất nhiều bạn là truy cập vào nên là sẽ hơi khó khăn cho các bạn một chút. Rồi thầy chào Trung rồi Thiên đang học bài, Dương Ham học hóa đấy mấy đứa có thể tải cái file đề cũng như là thi ở đây. Đây nha buổi đầu tiên thầy nhắc cho các em như thế. Ok, lịch học của chúng ta thì chúng ta tuần này sẽ có 3 buổi, các em nhớ này. Tuần này chúng ta sẽ có 3 buổi nhá. Tối thứ hai này, tối thứ ba và tối thứ tư vào lúc là 20 giờ 30. Hãy tham gia cho thầy thực sự nghiêm túc và thứ năm chúng ta sẽ thi thử và trong cái buổi thứ năm này sẽ có là gì ạ? Dạ, là những cái thông báo và những món quà cực kỳ xịn sò cho các tình yêu của thầy. Ok chưa? Bây giờ ấy thì chúng ta hãy nhìn cho thầy này là xem là gì ạ? Dạ, là với cái đề này ngày hôm nay là bạn nào các em được 10 điểm thì các em có thể thấy các em nhìn cái bảng xếp top ở đây đúng không một cái đề mà thầy đã soạn cho các bạn là rất bám sát với cái nội dung thi sắp tới cho các em. Vậy mà các em nhìn xem là số bạn mấy nghìn bạn làm bài mà các em thấy có 3 bạn được 10. Thực sự là một cái đề nó quá là là gì ạ là dễ là gọi là dễ mến với các bạn luôn thế mà các bạn làm như này thầy thầy nghĩ là cần phải xem lại đấy. Nhá. Xem lại cho thầy đi. Tuy nhiên ấy thì qua từng buổi các bạn sẽ thấy mình tiến bộ. Ok chưa ạ? Thầy chào Nguyễn Diễm, uh, Lý Thiên Lộc yeah, rồi yến nhi uh, chi nguyễn hàn uyên nào bây giờ hãy nhìn xem là các đối thủ của chúng ta kem uh, nhá để xem đối thủ của chúng ta làm bài như thế nào thì chúng ta nhìn vào đây đấy, tôi học thì có thiết kế một cái phần là gì ạ là trích xuất ra để kiểm tra xem là những bạn làm bài trong mấy nghìn bạn là kem làm đấy đúng không thì kem xem này uh, à đây là chúng ta có là gì ạ là toàn bộ là màu đỏ rất nhiều luôn đấy tức là sai rất nhiều các em nhé Đấy, các em nhìn từ những câu 1 đúng không ạ? Tất nhiên càng xuống đây thì là sai càng nhiều thầy cũng nói rồi nhưng mà đây các em thấy không? Cái này mà so với các bạn lớp VIP thì uh, riêng là khoảng 30 cái đầu là toàn màu xanh hết. Đó mà hãy nghiêm túc vào cho thầy nhá. Thôi, bắt đầu đi. Sẵn sàng chưa? Mấy đứa chia sẻ livestream cho thầy chưa? Tùy em thôi em biết chia sẻ chia sẻ còn không ấy thì các em nhớ là những cái bạn nào được thầy ưu ái ấy, thì uh, thầy đã cấp cho em cái mã code rồi thì sau khi mà livestream xong mỗi buổi thầy sẽ làm sao tổng hợp slide note cũng như video và đăng lên trên web cho các em nhá ok chưa huỳnh hà minh châu đề nhìn lạnh súng lưng à thái vĩ thảo nguyễn di quân sẵn sàng chưa mấy đó nếu sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi nào comment cho thầy với tinh mới học và thầy thắng thì các em nhớ một điều chúng ta dành thời gian chúng ta trao đổi với nhau một chút thôi và chúng ta bắt đầu tập trung vào học luôn nha bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian ok chưa nào bắt đầu câu số 1 comment thôi nghiêm túc tập trung học nhá Comment thầy đi câu số 1 đi Lớp zoom mè Chinsu, Nguyễn Si Quân, Nguyễn Thảo Ly, Đình Trung, An Bình Tất cả các em đều chọn 1C Câu này người ta cho em như sau Ở Vùng kiến thức gì đây Chất nào sau đây không làm mất màu nước brom Đúng không ạ Thì em thấy chiolin chúng ta là chất béo gì ạ Không no dạng lỏng Anh này có 3 liên kết PCC Thì nó sẽ cộng với lại 3 phân tử brom rồi Phenol là tạo kết tủa brom rồi Kết tủa trắng đúng không ạ Chỉ có anh acid Pamitic là một acid gì ạ? béo no Đúng không ạ C15H31COH chúng ta anh này không có liên kết PCC do đó không phải đứng màu với lại gì ạ, mất màu nước brom đâu. Còn Vininastat thì nó có một liên kết PCC rồi. Nó phải gạch đi. Vẫn không sai nhá, câu số 2 nào. Kim loại nhiệt độ nóng chảy và độ cứng thấp nhất. Câu này cực kỳ căn bản nhưng các em vẫn sai. Nào, comment thầy. Tuấn Anh Lê Trần Minh Hiếu, tất cả các em bây giờ hãy thực sự nghiêm túc cho thầy đi bởi vì là gì ạ, là thời gian của chúng ta nó không còn nhiều nữa. Em bao nhiêu năm tháng em không nghiêm túc rồi đúng không? Thì bây giờ hãy thử nghiêm túc trong vòng 20 ngày tới với thầy đi xem. Nó sẽ như thế nào? Kiểu gì nó tiến bộ đấy nhá. Cảm ơn Huy Trương đã tặng sao thầy nhá. Lê Hương, Trương Trang, Thành Hưng, Hải Uyên. Nào, kim loại nhiệt độ nóng chảy và độ cứng nó thấp nhất thì em thấy là tất cả kim loại này của em đều thuộc nhóm kim loại kiềm, nhóm 1A. Đúng không ạ? Mà theo nhóm 1A chúng ta thấy là dựa vào tính chất vật lý của nhóm 1A chúng ta thấy là ông nào nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Ông Cs si, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn là trong một cái nhóm thì chúng ta thấy là À, độ cứng theo chiều là gì ạ? là tăng dần tăng số hiệu nguyên tử từ trên đến dưới đúng không ạ thì là gì ạ à, độ cứng cũng như là nhiệt độ nóng chảy nó sẽ làm sao nó sẽ làm sao ạ giảm dần nhá ghi nhớ vào con số 3 vân công sai đấy nhá đừng có đùa hải à, anh tạ trường giang câu số 3 là số góc alpha minoxit trong phân tử pentapeptide. Ở pentapeptide chúng ta thì là một cái đoạn mạch nó chứa gì ạ? 5 alpha minoxit đúng không? 5 alpha aminoxit penta mà thì nó sẽ có là gì ạ? 5 gốc alpha aminoxit thôi. Chốt ngay câu số 4. Thạch Cao Khan hỏi em về cái phần hợp chất của gì ạ? của kim loại kiềm thổ của chúng ta đó chính là canxi, đúng không ạ? Người ta hỏi em Thạch Cao Khan thì chắc chắn nó là gì? là CAS4 rồi. Ghi vào những bạn nào mà em không nhớ ghi vào nhá. Ông này là Thạch Cao gì ạ? Nung này. Ông này thì ông này thì chịu nó hai nó nhảy vào đây thì là Thạch Cao sống. Nhớ chưa? Câu số 5. Phi Trương, cảm ơn chương rất là nhiều. Thùy Linh, Trúc Lam, An Ngọc, Dương Nguyên. Câu số 5 nào? Những cái câu mà thầy cho mấy đứa này, kiểu gì nó cũng xuất hiện trong đề thi và xác suất rất cao nhá. Ví dụ câu số 5 này là vùng kiến thức liên quan đến là gì amino người ta hỏi em là tổng số nguyên tử carbon trong tử lysine và valin. Đúng không? Chỉ hỏi carbon thôi nhá. Thì em phải nhớ được công thức phân tử lysin lysine C6H mấy ạ? À? H14 N2O2. Anh này nó có gì ạ? À? 6 carbon rồi. Ấy. Đúng không ạ? Gạch C rồi đấy nhá, gạch B rồi đấy. Valin của em còn nhớ công thức không? C5H11NO2 đúng không ạ? Vậy tổng số nguyên tử carbon của hai anh này là 6 cộng 5 chắc chắn là 11 rồi. 6 nào? Nguyễn Diễm rất tốt, Dương Thế Bảo, Hà Đức Hoàng, Dương Nguyên, Hải Anh, Chi Nguyễn. Tuyệt vời mấy đứa. Tiếp tục đi. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại bạc? Bạc của chúng ta thì làm sao tác dụng được đồng chí nào? Bạc làm sao đẩy được Fe2 cộng ra được? nó sẽ tác dụng được với một cái đồng chí có tính oxy hóa mạnh ví dụ như HNO3. Còn HNO3 đặc là phản ứng rồi, đúng không? Nó làm sao đẩy được HCl đẩy được H cộng ra và lại càng không tác dụng bị kiểm. Câu số 7 nào. Yến Nhi rất tốt, Nguyễn Nụ, Phương Anh, Lê Thanh Toàn, cảm ơn Toàn nhá. Toàn nay máu thế. Câu số 7 là người ta hỏi em là gì? Este mạch hở công thức phân tử c 5 h 8 4 câu này ấy là thầy dạy cho em từ hồi là đầu vào lớp 12 này. Số liên kết pi nhé ở phần gốc hydrocarbon tức là PC đối đôi C của anh E này là bao nhiêu? Thì em thấy đấy Em phải tính được cho thầy cái giá trị K của anh E ra đúng không? Là độ bất bão hòa đấy, bằng hai lần carbon cộng 2 trừ đi số nguyên tử hydro chưa đôi đấy. Thì cao này bằng mấy? Cao này bằng 2 rồi đúng không? 2 2 x 5 là 10 cộng 2 là 12 trừ đi 8 là còn 4 chia đôi là bằng 2. 2 thì đây nó có 4 oxy thì nó chỉ là 2 liên kết PC nối đôi O thôi. Đúng không? Nó không có liên kết PCC nhá yeah. No rồi, chốt A câu số 8. Anh Thảo, Chi Nguyễn, Vi Nguyễn, Trường Giang rất tốt. Tiếp tục. Câu số 9 là hỏi em về kiến thức là gì ạ? Lớp lớp 11 rồi đúng không? À câu số 8. Kim loại sau đây tính khử yếu hơn magie. Dãy hoạt động hóa học của kim loại thôi. Ba cái anh đầu là A, B và C này thuộc nhóm cái loại kiềm kiềm thổ rồi, tính khử nó quá mạnh luôn, đúng không ạ? Chỉ có anh sắt thôi và tính khử yếu hơn nhá ghi nhớ là câu chín anh hưng nguyễn trần anh minh rất tốt câu chín nào carbon dioxide không tác dụng với chất nào học sinh rất yếu cái phần là gì ạ, là tính chất học của các chất luôn thế em nhìn nào nhìn kỹ vào ia này là nó tác dụng rồi này thế mà vẫn có ông chọn ia em thấy là gì ạ, là dung dịch thì kiểu gì ông này là gì ạ, là có sẽ chứa nước rồi vậy là a hai co ba này có nước trong đấy co hai sụp vào đúng không Vậy là ba ông này phản ứng quá quen rồi Nó sẽ tạo ra là gì? Na HCO3 rồi Đúng không? Thế còn là CO2 của chúng ta thì làm sao mà tác dụng được với Na HCO3 Nó trả ra cái gì cả Còn tất nhiên chúng ta đã học cái bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm rồi Đúng không? Học từ lớp 11 rồi đấy, đấy Dung dịch kiềm đây này Chúng ta còn học cái bài toán đồ thị của nó đấy Đại ca đắp mền Ok rất tốt Linh Văn Quốc Huy nha ngô hương trang trang trần long lê hương rất tốt mấy đứa những cái câu dễ này là phải chọn ngay không cần phải suy nghĩ gì cả đúng không ạ câu số 10 chất nào sau đây là no đơn trước mày hở đây à chúng ta nó là hai chức rồi đấy này đúng không ạ hai chức rồi anh này là phenon rồi gạch đúng không no đơn trước đây nhá no và đơn chức tức là gốc hydrocarbon hay gốc axit đều là gì không có liên kết pcc Còn đồng chí này liên kết pcc là không no rồi gạch luôn 11 một học nó cứ bon bon như vậy thôi 35, 36 câu đầu mà em nắm chắc nó sau chuỗi này Thì em quá tự tin để đi thi luôn Thi thì cũng cần là gì là chắc nền chín cộng trước đã đúng không? Nha. Rồi câu số 11 Trong công nghiệp thì nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy không nào? Đúng không ạ? Thì chắc chắn nó phải điện phân nóng chảy nhôm gì ạ? Oxit rồi Đúng nha các em nhớ nhá Nếu không là có bạn này đi chọn là nhôm ru rùa đấy Bởi vì là anh này là hợp chất cộng hóa trị Điện phân nó nó sẽ thăng hoa Đúng không ạ? Nhớ nhá chắc chắn phải là 23 rồi. 12. Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thị Phương Nhung, Bùi Thu Hiền, Yến Nhi, Trung Hiếu, Nhung không nổ, Thảo vô chi. <laughs> Anh nè em ơi. Tuấn Ngô, Quốc Huy. Nhớ nhá là gì ạ? Là trong tuần là 20 giờ 30 thầy sẽ là gì ạ? Là sẽ livestream cho các em, do đó mấy đứa để ý nhá. Và truy cập vào tôi yêu hóa học gì Tôi tôi yêu đấy, hóa học .net ok vào cái khóa 20 ngày tăng tốc 9 cộng thầy tặng free cho mấy đứa luôn để mà học nhá. Thủy Vân hoàn toàn một mon peptide này. Thì em thu được là 3 mon gly và 2 mon ala coi làm quá nhiều làm gì nữa. Hỏi số liên kết peptide. Thì có phải là anh peptide này của em nó sẽ tạo là ra được là là 3 mon anh này, 2 mon anh này vậy ông này sẽ là penta rồi, đúng không? Penta peptide rồi. Penta -peptide thì số liên kết peptide thì bằng số alpha aminoxit nó là 5 alpha aminoxit này trừ đi 1. Tổng là 4 thôi nhá. 13 Nguyễn Diễm đại ca đắp mền nhung không nổ tên của mấy ông này một cười đấy Nguyễn Giang Phan Thị Phương Linh Tùng Vũ Sơn Thanh Trúc Nguyễn Diễm hôm nay học có vẻ đông nhỉ có vẻ là hai k sáu bắt đầu là trăm hơn rồi đấy nha hai cái sáu có vẻ là trăm hơn rồi đấy trăm hơn rồi đúng không các em nhớ chịu khó nhá thầy nghĩ là gì ạ các em càng trăm thì các em sẽ thi cử sẽ tốt thôi chăm là trăm hơn rồi thì các em uh, uh, chú ý là cái thời gian và thời livestream mà vào mà học với thầy thầy tin rằng là kiểu gì các em sẽ gỡ gạc được rất nhiều thứ luôn câu số 13 ba là kiến thức về phần điện phân nóng chảy điện phân nóng chảy muối natri clorua là em điều chế uh, kim loại nari ở trong uh, công nghiệp luôn đúng không thì em hoàn toàn có thể thấy là anh này của em điện phân nóng chảy thì ca chiêm của nó sẽ đi về về ca tốt ca tốt của em là cực âm xảy ra quá trình gì? Ạ? quá trình khử chắc chắn nó phải là khử rồi oxy hóa này gạch luôn khử cái gì khử na cộng nhá để thành gì ạ thành kim loại natri của em là em mới sản xuất được nó chứ đấy phải là đáp án a rồi đúng wow, không có thể sai được thành hưng hải anh băng đỗ eo ơi nay 2 k 6 xem đông dị 2 k 6 bây giờ các em mới bắt đầu chăm học rồi chị băng đỗ ạ bắt đầu cháy rồi đúng không ạ? bắt đầu chiến rồi bởi vì nói thôi thời gian nó còn nhiều nữa đâu cố gắng lên Kim loại chrome tan được trong dung dịch nào Cô này thực sự sai rất nhiều Những bạn nào mà các em yếu phần này các em hãy nốt lại Bằng cách các em ghi vào cho thầy đánh dấu sao vào trong cái đề ấy, In trước ra nhé Thì em thấy là chrome chúng ta ấy, Hay là nhôm hay là là sắt Thì nó không thể nào tan trong những cái acid HNO3 hay đặc nguội được Học mãi rồi nhá Thế còn là sẽ bị phân vân giữa đáp án B Và đáp án C đúng không Thì nhớ này Là anh chrome ấy Là nó có thể tan được trong acid HCl Đấy, đáp án nó phải B à, Đúng không? Nó tan trong HCl như kiểu là anh sắt ấy Và nó tạo ra là CL, CL, CL2 Được chưa? Giải phóng khí hydro Mà nhớ cho thầy là đây là chrome Nó thành là chrome 2 cộng Chứ không phải chrome 3 cộng đâu Nó giống như sắt đấy nhá Được chưa? Thế còn uh, nào hát ấy Thì anh chrome chúng ta ấy, Ở trong phòng thí nghiệm Thì ở điều kiện thường nào hát nó sẽ Kể cả loãng hay đặc Nhá nhớ nhá Câu này là nhiều bạn sẽ sai đấy nhá có thể là người ta sẽ ra câu hỏi liên quan đến phần Chrome đấy uh, nào hát kể cả loãng hay đặc mà ở nhiệt độ thường đấy nhá nhiệt độ thường nhá thì là đều là không hòa tan được Chrome của em đâu nó phải là nhiệt độ cao hơn nhớ nhá 15 rồi Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Khánh Ngọc có lưu lại like không có chứ thầy lưu lại cho những bạn nào chăm học mà đã được thầy tặng cái mã code free ở trên web được chưa Este này có tên là gì cắt ra tại đây đúng không chắc chắn gốc ăn côn là etin rồi đã vinin gạch metin gạch Đấy đây là cái phần là meta cưới lát rồi đáp án là phải là D không thể là format được format ở gốc HCO cơ. gạch C 16 các boy x tham gia vào ứng thủy phân trong môi trường axit nhưng làm mất màu dịch brom à. anh này không tham gia vào ứng thủy phân thì chỉ có là gì hai đồng chí là A và B thôi thế còn Saccharose tinh bột thì em thủy phân té là A e luôn trong môi trường H cộng rồi đúng không thế nhưng mà là diện mất màu được brom nó phải có chức Aldehyde à, chức Aldehyde thì chúng ta chọn B chọn B ra đi nhá A à. Glucose này nó chức aldehyde này không Nhiều ông nó vẫn đi chọn B Tôi không hiểu kiểu gì luôn Với nào đâu Huỳnh Như Khánh Linh Thanh Thảo Yến Di Diệp Thảo Vô Trị Câu số 17 nào Dãy gồm các oxit đều bị nhôm khử ở nhiệt độ cao Đúng không? Đây là bài toán nhiệt luyện nhá Thì nhôm nó chỉ khử được các oxit kim loại Ví dụ như MX, này Mà trong đó kim loại M của em ấy là sau nhôm Đấy, cái nhớ trong dãy hoạt động học ấy là bắt đầu từ kém cho đi. Được chưa? À? Ê, chúng ta thấy là ma dê đây là gạch rồi này. ma nó đứng trước nhau đúng không? Đấy, K2O gạch này, đúng không? BAO gạch này. Đáp án chắc chắn đây rồi. Ok nha, thì tô vàng cho em một lần nữa em nhớ. Ok chưa? Sắt oxit, đồng oxit, chrome oxit 18. Ở ruột non có thể ấy, người người hay là bò hay là trâu gì đấy, động vật gì nhá, đều thì là tương tự nhau thôi thì nhờ xúc tác của các cái uh, enzyme như lipasa dịch mật chất béo sẽ bị thủy phân thành cái gì nào câu số 18 chốt D đúng không Hoàng Tuấn Nguyễn Diễm 18 ông nào chốt D kia buồn cười thế nhở thủy phân của chúng ta là thủy phân chất béo trong môi trường H cộng cơ mà chắc chắn phải thu được axit béo tương ứng của nó và glycerol chứ ông nào đi ra axit carboxylic vào nước cái kia 19 nào Lê Hương Thuận Đạt Tạ Vi, Huỳnh Lê Tán Hóa, Minh Hiếu, Bùi Đức Hùng. Câu số 19. Chất nào sau đây là amin khí ở điều kiện thường? Nào amin khí nhớ nhá, trong chương trình chúng ta có bốn anh. Đây, thầy sẽ không liệt kê đâu nhá. Mà chúng ta có một anh amin khí mà bậc 3 đó chính là đáp án D này. Trimethylamin. anh này là gây ra mùi tanh của cá mè còn những ông này gạch hết. 20. Trước khi thi đấu các môn thể thao các vận động viên thường xoa một ít hóa chất X đúng không? Một bột màu trắng. Ông này có tác dụng là tăng ma sát và hút cái ẩm đúng không ạ? Thì X của em chắc chắn là magie cao nát. Ghi vào. Những bạn nào yếu phần này ghi vào nhá. Magie cao nát nhá. Dạ, cái bột này không chỉ là gì ạ? Đối với cái môn thể thao thì em thấy là thể dục dụng cụ này đúng không? Hay là những bạn nào mà em hay tập gym ấy, em đẩy tạ tức là em hay bôi cái bột màu trắng vào đúng không? Để hút ẩm mồ hôi tay cái thứ vân vân hay kể cả những người người ta leo núi rồi uh, vân vân đấy tập thể hình cái thứ đấy thì nó sẽ giảm trơn trượt uh, cải thiện khả năng em bám nắm nhá chắc chắn là ma dây nát rồi ghi vào thầy nhá thầy mà cho ở đây là là, là gì ạ là CaCO3 là khi khối ông cũng chọn đấy 21 nào Thái Vi Thảo Thanh Thảo câu này qua quen quá luôn Nguyễn Tài Lê Hương Nguyễn Tú Dương Phương Linh bôi kem 502 502 chứ không phải 592 đâu ông ông đắp mền ạ à nhá tiếp tục nào cây cao su là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao vân vân người ta chỉ hỏi em mỗi câu đợt cuối thôi đọc thật nhanh vào polymer trong cao su tự nhiên đó là gì nào câu này comment đi huỳnh như như quỳnh nó comment câu 21 nào nào nó chắc chắn là polyisoprene này nhá một trong những cái polymer mà nó còn liên kết pcc ở trong đó có cần thầy ghi công thức ra không chắc là thôi nhỉ hai hai đi ơ sao hóa đại học làm sao cho mình về cấp 3 hóa đại học là khác quá đúng không ạ? Quá khác luôn. Cấp 3 thì học hóa nó nhàn không. dạy sớm học bài Mr. Huy, Nguyễn Phúc, Nguyên An, Nhung Vũ Phương. Tiếp tục nha mấy đứa. Câu số 2 là em cho từ từ đến dư một cái chất x. Em cho vào cái muối nhôm 3 cộng con này có quen không? Và em thu được kết tủa trắng và chú ý là cho đến tận dư. Thì em chỉ có thể cho là gì ạ? Đồng chí đấy nó có thể tạo ra môi trường kiềm cho em. Đúng không? Nghĩa là cái môi trường OH UH trừ ấy. Để tạo kết tủa trắng keo trắng của em đó là al uh tất cả 3 lần thì đồng chí đấy phải là nh 3 với nh 3 của em mà trong nước ấy, thì nó sẽ tạo ra một cân bằng đúng không nó sinh ra nh 4 cộng này đúng không và uh và ông này có dư thì cũng không thể hòa tan được đồng chí này đâu nha chứ em cho hcl thì mấy đồng chí kia thì vứt hết nha hai các chất sau thì chất nào không phản ứng với đồng hydroxit anh này là diện là Peptide thì nó phản ứng màu bure rồi em gạch đi cho thầy. Glycerol nó có ba nhóm OH liền kề rồi phản ứng tạo ra phức màu xanh lam, em gạch đi cho thầy. Có ông này thế này. Ông này là D-Peptide thì nó không phản ứng màu với lại đồng hydroxit đúng không? Có thích thầy làm thí nghiệm ông nào thầy làm thí nghiệm cho cái này nhá. Saccharose thì nó có nhóm OH liền kề do đó mà không phản à, sẽ phản ứng nhá, 24. Thầy sẽ tăng tốc lên mấy đứa nhá bởi vì thầy 21 giờ 30 thì thầy sẽ dừng livestream, chúng ta sẽ cố gắng là dậy tốc độ cho các em để các em tăng tư duy lên. ST mạch hở công thức như này, C4H6O2. Thủy phân nó trong môi trường nào hát thì em thu được sản phẩm chứa aldehyde Hỏi em là số công thức cấu tạo của anh em này. Mấy đứa comment cho thầy xem là em có làm được câu này không? Chị Nguyễn, Nguyễn Khánh Linh, Duyên Trương, Nguyễn Diễm, Soái Vũ Xuân Lực, thầy chào Xuân Lực vào đi. Anh này là gì ạ? Là em thấy nó là cao của nó sẽ bằng 2 đúng không? Và ST này ST đơn có một liên kết PC nối đôi O và một PCC rồi đúng không em? Bây giờ em stem mà STM thủy phân muốn chứa được anhydride thì nó phải có dạng là co này, CH này nối đôi, CHR phẩy như này. Cái em ghi vào có kịp không? Nhá. Để mà khi nó thủy phân nó tạo ra là gì? Anhydride ở phần này đúng không? Ancol không bền. Thế vậy chúng ta thấy nó có bốn carbon thôi, thì em điền vào cho thầy thôi nhá Chỗ này nó đã tiêu mất ba carbon rồi, đúng không? Thì chỗ này của em hoàn toàn có thể đây là C3, ví dụ thế thì đây là phải là hydro một đồng phân. Còn lại C3 thể nhảy sang đây đúng không? cs 3 ở đây đúng không? COO Đấy. CH nối đôi CH2 và em chỉ có hai đồng phân này thôi nhá. 25 nào. Nhớ chưa? Nguyễn Lân nhập rất tốt. Lê Hùng. Làm sao 6 cộng lên 8 trong hơn một tháng? Học chắc lý thuyết. Còn đâu là cúng cụ. Nha, hơn một tháng thì chỉ có làm điều đấy thôi. Thì cứ là uh, chiến với thầy Phạm Thắng là, là, sẽ làm được điều đấy, đơn giản không mà, không phải căng đâu. Xuân Lực đang học uh, phòng Hồng Quân nhỉ? Em muốn quay về thời cấp 3 thầy ơi đốt cháy hoàn toàn ester no đơn chức mạch hở mà em thu được là thể tích CO2 nhé, luôn bằng thể tích oxy ở cùng điều kiện thì tỷ lệ về thể tích cũng chính là tỷ lệ về số mol đấy, đúng không? Ý là đốt một cái ester no đơn chức mà số mol CO2 nó bằng số mol của oxy ấy thì cái này nó giống như kiểu là cái este đó nó phải có một công thức cấu tạo giống cái họ nhà hydrate đúng không? Họ nhà hydrate thì nó có đặc điểm này và este đó của em chỉ có thể là ạ? là metin format là cái anh ST đầu tiên chúng ta đúng không hco diệp bạn nha ông này công thức phân tử của nó chính là c gì c h 2 o đấy tất cả gì hai lần đấy. đấy em thấy là nó giống cái công thức của carbon chưa chưa ok có số 26 tên của nó là format hay chính là format đấy nha 26 nào tiếp tục đây các em thủy phân hoàn toàn st này là c 4 h 8 o 2 no đơn chức trong nào h em thu được muối t nung nóng thì em thu được là gì ạ À nung nóng ở đây là phản ứng này là phản ứng vôi tôi sút này Thu được là Ôi giời ơi Etan Thì ở đây là Esther đơn Thì chắc chắn là muốn thu được Etan Thì anh gì ạ à? Anh muối T của em phải có dạng là C gì ạ à? C2H5CONA Thì nó khi nó phản ứng với nào hát và xúc tác CAO thu được là C2H6 Nhá Thì cái bộ khung anh E này Nó phải chứa phần gốc axit là không này Nhá E của em nó phải là gì C2H5CO Em trừ carbon đi Đã tiêu mất 3 anh rồi 4 3 đây không này là 3 chắc chắn đáp án là C rồi nhìn phải biết ngay đấy Thanh Thảo, Phương Anh, Thái Vi Thảo, Nguyên Diễm rất tốt Metin Propionat 27 27 ấy, thì thầy thấy là gì Các em thấy là thầy chữa cho em cả lý thuyết với cái chuỗi này và cả bài tập nữa Và bài tập ấy là thầy sẽ tổng hợp lại nhá Những cái phần mà thầy thấy là có khả năng xuất hiện trong cái đề thi năm nay cho các em Kể cả lý thuyết và bài tập Và thầy sẽ luyện cho các bạn trong 20 đầy và nhớ là thầy nó khác với cái khóa là 20 ngày cam kết 8 cộng mà vừa rồi tim tôi học chiến cho các em là thầy Ngọc Anh sẽ dạy rất kỹ nhưng mà đến dạng này thầy phải đẩy tốc độ của các em lên nhớ chưa đẩy tốc độ lên đẩy tư duy lên nha có số 27 ấy, chúng ta bắt đầu làm này là đây là bài toán em phải nhận diện nó là bài toán là nhiệt luyện tức là em dùng khí CO em khử là gì là oxit kim loại ví dụ Fe2O3 thì em thấy bản chất nhá là CO đến lấy cái oxy ở trong này này để tôi sinh ra được CO2 và khi đó số mol của CO nó bằng số mol của oxy trong oxit và bằng số mol của CO2 thôi cứ nhớ đấy cho thầy nha yeah, ok chưa sau đó thì làm sao anh x à anh y của em nó chính là khí CO2 đấy thì em cho vào kiềm dư thì em thu được kết tủa là CaCO3 đấy, vì là kiềm dư do đó toàn bộ carbon ở trong CO2 nó chui hết vào đây thì số mol của này của em em vừa tính được cho thầy nhá là 3 chia 100 là 0,03 thì nó chính bằng số mol của CO2 đây là 0,03 này và nó cũng chính bằng số mol của oxy có trong oxit của em thế thôi và bây giờ em chỉ cần bảo toàn khối lượng thôi người ta hỏi em là giá trị m này m của em chính là khối lượng của anh này đúng không thì m của ông fe2o3 ấy, bản chất nó chính bằng gì bằng cái lượng rắn đây này là 10,68 cộng cái lượng oxy tách ra đây là 0,03 nhân cho thầy 16 thôi với máy giúp thầy nào mai hoa 27C ok 11,16 g mấy đứa, 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 đứa có hiểu không những bạn trong lớp VIP thì các em xem lại cho thầy cái phần này trong khóa học của chúng ta nhé mấy đứa nhá. cảm ơn hình sự đã tặng sao cho thầy nhé Xem cho lại cho thầy cái phần này cho thầy nhá. Rất tốt thanh thảo, câu số 28. Câu số 28 là người ta sẽ hỏi các bạn ở cái phần là gì ạ? tính chất học của peptide đúng không? Thì các em thấy là người ta cho em là 13,02 g một cái đoạn mạch ở đây là tripeptide cho nó tác dụng với lại gì là 0,2 mol kiềm của em là cao hát thủy vân trong môi trường kiềm đấy thì em thu được là dung dịch x và cô cạn x bây giờ em thu được m gam rắn khan thì trong là gì ạ trong khoa học của chúng ta thầy đã nói các bạn là với những cái bài kiểu như này này thì em không cần phải đi so sánh xem là số mol không nào hết số mol ông nào dư để tính cái giá rắn khan đâu mà em bảo toàn khối lượng cho thầy một cái là xong nhớ nhá bảo toàn khối lượng cho thầy thôi là ta sẽ có là bây giờ em bảo toàn khối lượng một dòng thôi ta sẽ có là gì là anh peptide của em đây khối lượng là 13,02 này em cộng với lại cao h đây là 0,2 em nhân cho thầy với 56 này và chính bằng là M rắn đúng không? Rắn của em chính là M đấy Cộng với Khi thủy phân hôm này ấy, thì em thấy phải để ý này Là trong này không có anh Glu Đúng không? Do đó mà ra bên này là diện nước của em ấy Là ở đây chúng ta có là nước Ở đây là theo là diện số mọt của nào Thì em phải check M lớn của này là bao nhiêu? Gly là 75 ala 89 nhân 2 trừ đi 36 là gì ạ? Con nửa nước của nước này là 217 nhá. Thì bao nhiêu? 13,02 chia cho 217 0,06 Đấy số mon này là 0,06 này Thì lấy số mon này là Là bao nhiêu Tỷ lệ 1,3 đấy Thì hôm này là bao nhiêu Là 0,12 thì vẫn là dư kiềm Đúng không? Dư kiềm thì chúng ta thấy là Em bảo toàn khối lượng thì lúc này số mon của nước của em Chính bằng số mon của cái ông Diệp Peptide thôi 0,06 em nhân với thầy 18 là sao Kết thúc Nhá B à Ok B là 23,14 gram Hiểu chưa? Rồi b nhá. 29. Sắp xong rồi cố gắng lên còn mấy câu thôi. Mấy đứa hiểu bài không? Chịu khó comment bảo bạn nào nhá, thầy, thầy nhắc lại này. Bạn nào tham gia chuỗi này một cách là gì là nhiệt tình, máu lửa, chia sẻ livestream, comment mạnh mẽ, thầy sẽ có phần thưởng cho em. Nhá, thầy sẽ có phần thưởng cho các bạn khi mà kết thúc chiến dịch. Zin thầy chữa lúc mấy giờ? Thầy chữa lúc 20 giờ 30 nhá. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Câu số 29 là bài toán gì đây? Câu này nhá, rất nhiều bạn làm cứ lấy hoài mãi nhưng câu này làm đúng dòng Nào tập trung Lê Đoàn Trọng Nghĩa, Xuân Lực Cảm ơn Xuân Lực nhá Bùi Huyền Trang, Nguyễn Diễm Người ta cho em 0,3 mon bột kim loại đồng này Và 0,6 mon là sắt 2 nitrat Cho hết 6 mon rồi Vào dung dịch chứa là 0,9 mon 2 số 4 Đúng không? Sau khi phản ứng xảy ra an toàn em thu được V lít khí NO Điều kiện tiêu chuẩn vân vân Ok, giá trị của V Cái câu này tự nhiên đi viết rất là dài dòng Viết phản ứng ra làm gì Đúng Em nhìn này, bản chất nó là gì? Là anh đồng này có tính khử, nó không thể phải đứng với 2 4 được, đúng không? Đứng sau hydro mà. Nhưng mà trong này chúng ta có môi trường NO3 trừ và H cộng này. Đấy, ngoài ra sắt cũng có tính khử này, đúng không? Sắt này còn tính khử, nó sẽ đẩy lên là sắt 3. Đồng thì sẽ đẩy lên là đồng 2. Vậy là ngay đến đây cái em bảo toàn E thầy cái là xong. Đúng không? Đồng đang là không lên kia là trao đổi 2 hai lần số mol của đồng cộng Ông này là sát 2, sát 3 cho đổi 1 E thôi Vậy là cộng với số mòn của sát 2 thôi Đúng không? Thì đây là phần này là phần nhường E Nhận E thì nitơ dương 5 sang nitơ Đây xuống đây là nitơ dương 2 trao đổi 3 E Đấy, xong Vậy là NO của em em cho số 3 này Cho nó xuống đấy này cho thầy Nha, em thay số vào đây 0,3 em thay vào đây nhá Đây 0,3 này Đấy, Số mòn của ông này là 0,6 này Được chưa? 0,9 chia cho 3 Thì số mòn NO của các em là bằng bao nhiêu ạ? Nhanh không? Nha mấy đứa 2 nhân với là gì ạ đây là 1,2 chứ 1,2 chứ 3 là 0,4 0,4 thì chúng ta tính thể tích nó là đáp án A nhân 2,4 thôi thầy ơi em chép không kịp không cần chép đã bảo rồi chép cái gì phương pháp học không biết phương pháp học gì thầy nhắc rồi dạo này ấy là không cần chép thứ nhất là gì làm bài trước thầy đã đăng file đề trên group rồi có kênh chat rồi đúng không? Những bạn nào trong kênh chat là các em cực kỳ sướng đấy, bởi vì thầy nhắc liên tục. Có file đề rồi, vào đấy mà làm chấm điểm luôn đi. Sai câu nào thì bây giờ mới xem livestream. Sau đó thì nếu mà muốn xem lại ấy thì làm gì? Lên trên web của thầy mà tải slide note này về. Có gì đâu. nhá, nhưng mà đấy là dành cho những bạn chăm thôi. Các bạn nào mà mà thầy thường dạy online hay dạy live, bún cua Thầy dạy online trên tôi cũng học ấy. bún cua Nguyễn Tài 12T Bách vùi rồi có số 30 đây Chốt nhanh nào Các em sẽ thấy nhá Là nó sẽ có cho các em khoảng là 6 đến 8 câu Là bài tập ở mức độ là nhìn thấy Là có thể là làm đáp án ngay Thì nó sẽ là bài tập ở mức độ thông hiểu Được chưa Và nó sẽ có những cái phần kiến thức là bài tập ở mức độ vận dụng Do đó mấy đứa chú ý cho thầy Đi thi ấy em phải nắm được cái cấu trúc đề Bây giờ có 30 nó sẽ là vùng kiến thức về carbohydrate. Những cái câu như này là các em rất sợ nhưng mà phần chuyên đề thầy dạy rất kỹ rồi đấy. Và bây giờ đốt cháy một cái hỗn hợp là của carbohydrate em nhìn thấy ở đây đúng không? Tinh bột, sen glue fruit, fructose, Thì người ta cho em số mon oxy Và người ta cho em lượng nước, đúng không? Với những câu này em làm đúng một dòng thôi, em quy đổi cho thầy ngay. Riêng carbohydrate thì nó có dạng là gì ạ? là CnH2OM mà. Đúng không em? Thì em quy nó về là chỉ chứa carbon và và nước cho thầy nhá. Thế thì số mol của carbon ấy nó sẽ bằng số mol của oxy luôn. Nhớ như thế là được. Nhân nước ở đây thì em biết đầu bài nó cho em là 3,96 rồi. Bây giờ số mol của oxy đầu bài đã cho đây là 5,376 chia phẩy 4. Thì nó bằng bao nhiêu 0,24. Đấy em nhân cho thầy 12 là em ra được cho thầy kết quả luôn. Câu này nó rất nhanh như vậy thôi nhá. 30D à mấy đứa? 6,84 g. Nhưng bạn nào các em yếu và các em chuyển khối thì có thể là các em sẽ không thấy điều đấy đúng không? Thế nhưng mà những bạn nào mà thầy đã gì ở trong lớp thì thầy để nhìn cái ra ngay. Đúng không? Nguyễn Tài. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần mà thầy cũng đã ôn cho các em khá nhiều đó là câu số 31 liên quan đến lý thuyết đếm ở phần hữu cơ. Phần này thì các em mất điểm đại đa số luôn. Thực sự đấy. Nhá. Bùi Huyền Trang, Hùng Mạnh, Lê Văn Hòa. Những bạn nào à thua lý rồi, thầy thấy từ lý nãy giờ nhưng mà thầy không đọc kịp tên. Xuân Lực. Ừ, Xuân Lực vẫn tốt nhá, Xuân Lực nhá, thuận đạt. Các tình yêu của thầy hôm nay máu nhở Các anh chị khóa trước đã đỗ đạt hết rồi Nhưng mà vẫn vào chiến máu thật đấy Nào thôi thầy tập trung vào bài giảng nhé các em nhá Người ta hỏi em là số nhận định không đúng nào mấy đứa Nào bắt đầu đọc từ, từ là diện là Từ 1 đến 7 cho thầy Đọc kỹ vào đi thi đọc thật kỹ Vật liệu composite Có độ bền độ chịu nhiệt Tốt hơn polymer thành phần Câu này đúng chắc chắn luôn nha em phải gạch đi Người ta hỏi em là không đúng Đi thi phải đẩy kỹ Đẩy kỹ cái, 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 cái câu hỏi của đầu bài chất béo là DST là gạch ngay rồi nhận nhá chất béo chúng ta thừa biết nó khái niệm là là gì? GST của axit béo với glycerol nhưng phải ethyl glycol gạch ngay Chiolin có khả năng tham gia phản ứng cộng tối đa với ba phân tử hydro hoặc brom chuẩn luôn câu này chuẩn gạch bởi vì anh này là chất béo không no ở dạng gì ạ? ở dạng lỏng mà nó có ba liên kết PCC ở gốc axit nhá ghi vào cao su thiên nhiên thì không dẫn điện này có thể tan trong xăng này benzen nét quá rồi và có tính có tính dẻo là sai rồi cao su nó có tính đàn hồi nhá đúng không cầm cái dây nịt ấy, hai đứa đúng không? hai đứa yêu nhau à, mỗi đứa ngậm một cái đầu dây chun đúng không? À, em cứ ngậm thì, thì không sao chứ em một đứa thả ra là y là rằng đứa kia là gì là, là vỡ mồm đấy, đấy gọi là tính đàn hồi của của dây của của của, của, của cao su nhá khi tham gia phải đứng trắng bạc một mon vinin format thì nó có dạng là HCO gì ạ? CH3 à nối đôi c 2 như này đúng không? Tạo ra bốn mon bạc là sai rồi. Bản thân câu này ấy phải để ý này, là người ta hỏi em là về STA chứ không phải là sản phẩm thủy phân của ông này. Sản phẩm thủy phân của ông này ấy, nó sẽ ra hai đồng chí có thể tráng bạc đúng không? Mỗi đồng chí tráng được hai mon bạc thì là tổng là 4. Nhưng một mình ông này ấy, thì em chỉ nhớ là nó chỉ chứa cái chức format ở đây thì nó sẽ là gì ạ? Một mon đồng này chỉ được hai mon bạc thôi. Câu này sai nhé, phải nhận nhé, đọc kỹ vào có thể phân biệt glu và fruit bằng phản ứng trắng gương không làm sao phản ứng trắng gương phân biệt được nhá phải là phản ứng với gì ạ brom dung dịch nước brom anh này mất màu tơ ô long điều chế được phản ứng trùng hợp vinin cyanua có này đúng gạch vậy là chúng ta có bốn ý là gì ạ là không đúng nhá d luôn có bạn nào sai không ppd an 06 nguyễn tài jin như quỳnh hải anh trần quốc lập không phải hai thầy ơi thầy ghi nhầm mình không phải hai rồi đâu À ừ không phải 24, sorry đây không phải 24 nhá. Cảm ơn uh, em nhá. Thì viết nhanh quá nhiều khi thầy nhầm đấy. Thôi 32 đi tập trung nào, nhanh không muộn mất rồi. 32 nhá. Dạy cái chuỗi này rất khó ở giai đoạn này luôn nhá. phải dạy nhanh. Tiếp tục lý thuyết đếm nào. Phần vô cơ nhá. Hỏi nhận xét không đúng tiếp. Phân đạm amoni không nên bón cho đất chua. Câu này đúng quá rồi. Đạm amoni của em chứa là NH4 cộng nhá anh này khi mà em làm sao em em hòa nó vào trong đất của em ấy thì nó sẽ làm tăng độ chua của đất đúng không đã chua rồi lại còn bón thêm bởi vì làm sao khi mà cho vào đất ấy, thì nó sẽ phân ly ra là được là ion H cộng làm cho cái là gì ạ là pH của đất của em nó sẽ giảm đúng không Đấy, nhá nó tăng độ chua của đất ok chưa và thậm chí là, là 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 phân hủy các cái vi sinh vật trong trong đất nó cũng khó khăn hơn gây hại cho là cây trồng dễ rồi cái thứ vân vân nhá thì câu này các em là gạch đi cho thầy độ dinh dưỡng ở phân lân được đánh giá phần trăm khối lượng của phốt 4, là chú ý là sai này là gì ạ phần trăm khối lượng của p 2 o 5 chứ thấy nhá nhiều bạn vẫn là quen bón tay là vẫn chọn đấy nhá thành phần chính của super phốt phát kép kép thì chỉ có một thôi đây là super phốt phát đơn rồi ông này kép thì chỉ có một ông này thôi nhá chỉ chứa là canxi hydro phốt phát thôi đấy có thể sai nhá người ta bón phân là gì ạ người ta dùng loại phân bón chứa kali để tăng cường chống bệnh chống rét chịu hạn của cây chuẩn luôn gạch cho thực vật là phân kali bởi vì nó chứa ông này chuẩn luôn rồi gạch nhá amophot là một loại phân bón phức hợp chuẩn quá rồi amophot chúng ta là phân phức hợp còn nhớ amophot thành phần là chứa là gì đâu phức hợp ở đây là gì nhắc không đến lúc lại quên phức hợp tức là là hỗn hợp đúng không hỗn hợp của các cái nguyên tố mà cung cấp cho cây trồng của em ví dụ như là chứa nitơ hoặc là phốt pho nghĩa là phân này nó cung cấp cả nitơ và phosphor thì nó gọi là phân phức hợp đúng không nào amophot là thành phần của ông nào mấy đứa còn comment được không nhà đáp án thì chắc chắn là c rồi nhưng em nhớ thầy là amofos nhá phân bón phải ôn đi đến lúc quên đấy nó chứa là gì ạ là nh 4 gì ạ hai lần gì ạ hpo 4 đúng không ạ và một đồng chí nữa là gì nh 4 gì ạ h 2 po 4 nhé đây là amophot của em xong chưa em sai câu này duy khánh À, nhìn thấy là chốt 32 c bùi huyền trang yến nhi viết nguyên viết nguyên có thể phân biệt glucose Fructose bằng phản ứng trắng gương ông lại ra đi rồi đấy nhá câu số 33 này có làm em ra đi không ạ cô này thì chắc là nhiều bạn <laughs> run rẩy lắm nhở thầy giảm giá lớp vip đi em học với không lớp vip thì thầy bây giờ thầy có thể sinh nữa đâu lớp Vip bây giờ thầy không tuyển sinh em chỉ còn một cơ hội cuối cùng thầy đã bảo cuối tháng Tư là thầy dừng tuyển sinh lớp Vip rồi nha còn hai tháng nữa thầy không tuyển sinh bởi vì đảm bảo chất lượng khóa học em ạ thế còn em nếu em muốn thì để dành uh, gì ạ, tiền uh, công sức uh, sắp tới đăng ký khóa cuối cùng uh, trong 7 ngày cấp tốc về đích và tham gia cho thầy cái chuỗi này thật nghiêm túc vào OK nha cô ba ba nào Câu 3 này là câu biện luận công thức cấu tạo sơ đồ chuyển hóa của hợp chất hữu cơ đúng không? ạ? Chúng ta có là gì? Hai hợp chất hữu cơ XY là đồng phân cấu tạo và có cùng công thức phân tử C3H7N2. Chưa? Tác dụng với NaOH theo phản ứng như thế này. Một này. Hai. Đúng không ạ? Người ta cho em này, trong đó thì A là muối của amino acid R. B là muối của axit carboxylic. Nhá. Q và cho phát biểu hoặc phát biểu không đúng. Nhớ nhá, ở đây ấy, người ta thấy là gì em chỉ phải phân biệt được cho thầy là muối của amino acid, muối của amino acid ấy thì nó có dạng ví dụ như là gì ạ dạ là đây là CH đây là NH2 đây đúng không? Sau đây này nó có gốc ở đây là COONa. Đấy thì đây nó gọi là muối của amino acid. Còn muối của axit carboxylic ấy thì em thấy ví dụ như này, CH3COONa chẳng hạn thì đây là muối của axit carboxylic. Phân biệt rõ ra nhá, đến bây giờ nhiều ông vẫn chưa phân biệt đâu. Thế thì với công thức là gì ạ dạ là XY là C3H7N2 này em thấy nó rất là quen thuộc chúng ta đúng không? Mấy đứa có nhìn thấy cảm giác nó quen không? Nhá. Thì em thấy nó có 3 carbon thôi, một nitơ và hai oxy. Vậy nó khả năng chắc chắn nó chỉ có một nhóm CO thôi đúng không? Một nitơ thì khả năng nó sẽ chỉ có là một nhóm NH2 thôi. Đấy. Vậy là A này ấy là muối amino acid của anh R thì anh A này của em này. Đúng không? A của anh R đi. R là dễ tìm nhất đấy đúng không? Đúng không ạ? anh R của em sẽ là ông nào comment này nào anh R của các bạn khả năng sẽ là đồng chí H2N này đúng không CH2 nó có ba uh, carbon đúng không thì ông này chỉ còn hai thôi là COOH nó chính là gly đấy ông này là gly này thế còn ông là gì ông A là muối của ông uh, của ông R này thì A của chúng ta chính là H2N này CH2 COONA thay chỗ này này thay chỗ này thôi thế vậy thì em có thể ra được x luôn chưa nhá chốt cho thầy x thôi đúng nhỉ x của em sẽ phải chứa cái bộ khung là h 2 n này ch 2 coo và đầu này của em chính là ông z nhá đầu này của em cũng z thì em thấy là ba carbon đây nó dùng mất hai rồi chỗ này nó chỉ còn là cf 3 thôi x của em chắc chắn là ông này rồi sai em sao được thế thôi Ông ơi thầy thì người khác đi chứ thầy vẫn đang dạy theo phương pháp của chương trình cũ Theo mình mà nên chọn những thầy cô hiện cập nhật đổi mới phương pháp học Đặc biệt là phần tên gọi thì một số thầy cô dạy on đang dạy theo tên tiếng Anh khá hiệu quả Mai Nhật Hoàng Không Mai Nhật Hoàng này block luôn đi còn gì nữa Để làm cái gì Đúng không ạ bạn Thanh Nhã bạn hỏi đăng ký quá số sớm không đăng ký thầy Phạm Thắng thì đăng ký ai nữa Mà ông góp ý Góp ý như thế thì ông làm sao phải là fan của tôi học nữa Block Ok Nếu em thích ấy, là dạy theo tiếng Anh ấy, Thì thử hỏi thầy cô nào có khả năng dạy là gì ạ Là bằng tiếng Anh như thầy Phạm Thắng Thầy nói như thế có vẻ là hơi kiêu ngạo Nhưng mà thầy nghĩ ấy, là thầy không không ngại cái vấn đề về ngoại ngữ đâu Thầy nói thật các bạn như thế Thế còn ấy, thì các bạn biết là gì ạ Ôi, thầy không nói vấn đề nữa thầy sẽ tập trung cho hai ca sáu còn hai bảo sau nhá còn riêng bạn này thì các em thấy là không phù hợp với chúng ta chúng ta cho các bạn bạn ấy nghỉ để bạn ấy tham gia vào môi trường khác nghỉ luôn đúng không góp ý thế thì còn gì gọi là là, là cộng đồng nữa góp ý thế nó không đúng góp ý thế là không đúng dự như vậy em góp ý thế là em phiến diện em đã tìm hiểu về thầy chưa mà em góp ý thế nào tiếp tục nha thôi tập trung vào Chúng ta tiếp tục là gì Bây giờ anh B này là khó này Nhưng mà thực ra anh B này cũng bình thường thôi mấy đứa nhá Anh B thì bình thường B là muối của axit carboxylic Q Mà phải cùng công thức này nhá ừ, Quên mất tập trung vào bài giảng thôi lại Phân tâm mất Admin đâu rồi Admin có đang ngồi đấy không Admin tập trung vào com, mấy cái comment xử lý này trong đó thì A là gì ý hai em nhìn này, y e của em ấy cùng công thức phân tử như này, tác dụng nào hát và sinh ra được anh B nhá. B là muối của axit carboxylic quy và nó sinh được khí T này. Đấy sinh được khí T này em phải nghĩ đến nó là gì ạ? Là muối amoni rồi. Đúng không? Nó muối amoni của chúng ta ấy, đúng không? Muối amoni đúng không? Và sinh ra nước đúng không ạ? Đấy, muối amoni rồi. Thì chúng ta sẽ có ông này có 3C. Kiểu gì nó phải có dạng là COO gì đó chỗ này, có thể là NH4 này. Đúng không? Nếu mà NH4 thì nó thi tác dụng kiềm nó sẽ sinh ra khí NH3, đúng chưa? Còn nếu mà chỗ này gốc này của em ấy mà là ví dụ metinamin đúng không? NH3 CH3 chẳng hạn thì sinh ra đây của em là CH3 NH2. Đấy thì nó sẽ dùng mất một carbon mất rồi. Đúng không? Nếu như thế thì cái đầu này của em này, đầu này của em em thấy là nếu mà Ê, anh này nhá, riêng gốc này thì chúng ta còn là gì hai carbon nữa, một này, 2. đúng chưa? Mấy đứa. Đấy, Thế nhưng mà em quên mất là em chưa khai thác cái công cái, cái phần là phần trăm khối lượng của carbon ở trong anh quy của em là bằng 50. mươi. À, nếu mà em khai thác cái thông tin này ấy, thì em thấy một điều là trường hợp là trường hợp này của em sẽ bị loại. Câu này có thể một số bạn các em sẽ hơi yếu một tí. Các em chịu khó thầy sẽ cố gắng truyền tải cho em nhé. Em m phần trăm m carbon là bằng 50 ấy, thì cái anh quy của em phải có dạng là gì là của cái anh C2H3 COH đúng không? Bởi vì làm sao? Bởi vì ông này m lớn của nó là 72 mà chúng ta rất quen rồi Nó chính là anh axit acrylic của chúng ta đấy thì carbon trong này em thấy là nó có ba carbon thì phần trăm khối lượng carbon đây nó chính bằng là ba sáu đấy ba nhân với 12 mà chia cho 72 thì nó mới bằng là bao nhiêu năm mươi được thì phần này em phải thực sự tinh tế đấy thì riêng cái phần là gốc axit này của em đã dùng hết ba carbon rồi thì chắc chắn khí t của em nó phải là là cái gốc này của em phải NH4 và khí T của em phải là NH3 Đấy kiểu như vậy nhé Rồi ok chúng ta sẽ chốt câu này nhé Vậy là như thế thì anh Y của em nó phải nó dạng là C2H3 này CONH4 Tốt chưa? Bây giờ chúng ta tìm phát biểu nhé Ok chưa? Thôi chúng ta tập trung vào bài giảng đi mấy đứa Việc gì ra việc đó Bây giờ thầy đang chăm sóc anh chị 2K6 Thì thầy sẽ không quan tâm những vấn đề khác Để cho anh chị 2K6 còn thi cử nữa Chúng ta có là anh B này này B thì em thấy là nó cắt đây rồi đúng không? Là C2H3 gì ạ? Các em phải tìm hiểu về thầy Các em mới phát ngôn nhé T là tan tốt trong nước tạo thành dung dịch có pH lớn hơn 7. Nào T nào mấy đứa? T thì chúng ta đã tìm chưa? Các em thấy là T chúng ta là khí NH3 amoniac thì em biết nó tan tỏa loe trong nước luôn. Đúng không? Thì câu này chúng ta nó là đúng rồi, em gạch đi, người ta hỏi không đúng mà, đúng không ạ? thì B là dung dịch R của em làm đổi màu quỳ. R của em đâu? R của em là thầy trò chúng ta đã tìm ở trên này nó chính là gì Là axit. Đúng không? Anh à quên amidoxit đó là anh gly. Anh này không đổi màu quỳ. Đúng không ạ? Thì câu này là chúng ta là à, từ từ đây nha nào. Uh, câu này chúng ta là, gì anh này làm đổi màu quỳ là sai nhá đây anh này không đổi màu quỳ em này chất quy chúng ta là làm mất màu dịch nước brom quy của em đâu chúng ta đã tìm ra quy chưa đây rồi quy đây quy của em thì em thấy là cái góc c 2 3 này chúng ta là nó có gì ạ nó có liên kết pcc do đó nó sẽ mất màu nước brom đúng không thì câu này đúng em lại phải gạch được chưa mấy đứa nhá nung chất b với nao h đầu bd của em là nung với là gì ạ uh, h thì em thu được khí acetylen không ô oh, câu này sai rồi Đúng của em là C2H2 mà. Ông này một mình ông này chưa nung nhá. Đúng không? Axit đơn chức mà thực hiện phản ứng với tôi sốt ấy thì nó sẽ cộng thêm một hydro vào. Đúng không? Thì nó sẽ thành là C2H4 cơ. chứ không phải là, là, là c 2 đâu Gạch Đun nóng Z Z của em đâu ạ Z của chúng ta Đây ấy, nó chính là ancol Metallic đấy. Đây này Ông này chính là gì Là ancol Metallic Đúng không Ở là 180 hoặc 170 độ C Thì em không thể nào thu được Ethylene đâu Nha đáp án chắc chắn A rồi Ok chưa Em nhớ nhá, nó phải từ CA5OH trở đi. đây cho mấy đứa. Thương Lê, Nguyên Diễm Thanh Thảo. <laughs> thầy cho chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 34. Thầy sẽ phải chiến nhanh không muộn mất rồi. 34. Những câu này ấy thì tới lớp VIP chúng ta thầy sẽ có một cái chuỗi là ôn về cái phần là những cái câu thực tế theo thiên hướng 2024 cho các em nhá. Nhưng mà những bạn nào tham gia chuỗi này các em chắc chắn sẽ được thầy chăm sóc kỹ cho, không phải lo. Được chưa ạ? À, tiếp tục nào có 34 mấy đứa. Mấy đứa comment thầy có 34 chứ nào Trần Mai Nhật Phát Thanh Thảo Hình như Nguyễn Diễm Mai Chiến luôn đúng không Nào 34 Thầy đăng file rồi đấy là Mai Chiến luôn nhá Một đơn vị cồn Trong dung dịch Đúng không ạ Uống theo cách tính của Tổ chức Y tế Thế giới V kép diện Tổ chức Y tế Thế giới là kép gì nhỉ VK TO kép HO Đúng không ạ Thì bây giờ nhá 10 gram ancol Ancol Nitylic ấy Là C2 5 OH này này nguyên chất hay là tinh khiết thì một đơn vị cồn nhé một đơn vị cồn của em thì nó bằng là gì ạ 10 gam gì ạ? 10 gam c 25 h con này là em làm một dòng nó ra thôi. Thế bây giờ người ta khuyến cáo các bạn nhé là chỉ khuyến cáo cho nam giới là nữ giới không thấy gì luôn này là với nam giới thì em không nên uống quá hai đơn vị cồn tức là hai đơn vị cồn thì bây giờ một đơn vị cồn là như thế này thì hai đơn vị cồn Và thầy viết là hai đơn vị cồn như này nhé, thì nó sẽ bằng bao nhiêu bằng 20 gam gì ạ 20 gram CN5OH thôi Ok chưa Thế bây giờ người ta nói này Biết khối lượng riêng của ông này là 0,8 gram trên ml Thì hiển nhiên rồi nhá Nếu em dùng loại rượu đó Mà độ cồn của em ấy Lồng độ là 40% Thì thể tích rượu tương ứng của em Với hai đơn vị cồn trên là bao nhiêu không? hai đơn vị cồn thì em uống vào Thì nghĩa là em uống 20 gram gì ạ CN5OH ừ. nhưng mà em bây giờ em uống rượu thì phải có độ chứ Rượu mà 40 độ thì bây giờ là người ta hỏi em là cái thể tích của rượu, dung dịch rượu ấy, nó bằng bao nhiêu? Thì chúng ta có cái công thức này là độ rượu đúng không? Chính bằng là thể tích của C2S5 nguyên chất trên thì, thể tích của dung dịch rượu thì nó gồm là là gì ông này nguyên chất cộng với nước nhá. Và nó sẽ bằng là nhân với 100 này. Đúng không? Và nó bằng 40. Thì em thay số vào thôi. Thay số vào cho thầy là xong. Bây giờ nhiệm vụ của em phải đi tính cái này, giá trị này này. Thì em sẽ có V của dung dịch rượu chính bằng V của c 2 h Mà V của c 2 h thì em nhớ công thức không? Đúng không? M thì bằng gì? À, v nhân D Đấy thì V thì chính bằng M chia D thôi M này Trên gì ạ? Trên D Nhá, mới dưới nhá Xong rồi em nhân trên đây là 100 này Và chỗ này chúng ta là nhân với 40 cho thầy Để em thay số vào xong Đấy chưa Đấy thay số cái này thì mấy đứa bấm máy đấy nhá Nào M của các em đây là 20 gram đúng không? 20 em nhân với 100 Em chia cho thầy D ở đây là 0,8 0,8 em nhân cho thầy 40 Bằng bao nhiêu Mấy đứa bấm máy cho thầy nào Bằng bao nhiêu mấy đứa Đáp án D à ok 62,5 ml nha Câu này thì làm một dòng thôi Nhưng mà thầy dạy cho những bạn nào các okay, em yếu nữa Chúng ta sang câu 35 Chúng ta còn hai câu nữa cơ Câu 35 ấy là ở cái phản đứng là, là quang hợp của cây xanh Mấy đứa học ở trong sinh học rồi Có nhiều bạn sẽ thấy là Tại sao có những cái phản ứng quang hợp cây xanh thì em thấy là CO2 cộng với nước sinh ra là đường. Nhưng có cái phản ứng là CO2 cộng nước là ra glucose C6H10O5 tất cả N như này đúng không? Thì đây là đây là một cái phản ứng mà tạo ra đường thôi. Thì đường nó làm sao nó sau khi mà nó hấp thụ vào sinh ra ở trong cái lá cây của em vân vân ấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm sao tổng hợp lại và nó sẽ làm sao? Nó sẽ lưu trữ lại để tạo thành tinh bột và lưu trữ ở gốc dễ lá gì đấy các em học sinh học rồi đúng không tóm lại là viết kiểu gì thì cũng thế thôi nhá bây giờ ấy, phản ứng tổng hợp glu này tôi có phương trình như thế này ok chưa em nhìn cái phương trình đi đọc kỹ đầu bài đã giả sử một phút ấy một phút của em thì mỗi một cm khối lá thì hấp thụ được 0,6 calo năng lượng mặt trời và chỉ có 15% là được thực hiện là được tham gia vào thực hiện là tổng hợp glucose thôi tức là như kiểu hiệu suất ấy chỉ có 15% thôi ví dụ chưa Thế bây giờ tôi có là 20 chiếc lá và diện tích trung bình của mỗi lá bây giờ sẽ là 12 cm vuông. Hãy tính cho tôi thời gian cần thiết để tổng hợp được 0,36 gam glu Đấy. Mấy đứa nhìn đây này, ở trên này ấy, chúng ta thấy là để mà sinh ra một mon trong này nhá, em nhìn đây này theo phản ứng đây này. Một mon trong này thì em cần là năng lượng của em là bao nhiêu? 675 kg calo. Cái này phải đổi ra calo nhé. Thế bây giờ em thấy này, bây giờ chỗ này là đường glucose của em bây giờ là 0,36 g không? Wow. Thì ta thấy luôn đơn giản thôi. 1 mol C6H12O6 tôi cần ở đây là 675 nhân với 10 mũ trị trừ 3 calo đi. Em đổi ra ừ. cho thầy là calo. Ok chưa? Thế thì bây giờ tôi có là 0,36 mà em chia cho thầy 180 thì nó bằng bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 3 mol ông này. Thì tôi sẽ cần là bao nhiêu calo? Em nhân chéo lên rồi, nhân chéo lên đây này nhân với thầy là 675 nhân 10 mũ 3. Em cần là 1350 calo. em tư duy rất là đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Đây nhá. Đây từng này là ba tương đương với 30,36 g glu thì cần từng này calo thôi. Thế vậy thì với đống lá này của em thì em thấy là gì ạ? 1 phút một phút ta có là với 20 cái lá kia Nghe đúng không ạ Thì nó sẽ hấp thụ được một cái lượng năng lượng là bao nhiêu hấp thụ được một cái lượng năng lượng của em nó bằng bao nhiêu đây nào em có hai gì ạ một một phút nhá thì mỗi cm gì ạ, vuông lá hấp thụ được từng này calo đúng không vậy thì đấy là một chiếc lá đấy đúng không vậy thì 20 chiếc lá đúng không trong một phút thì nó sẽ hấp thụ đây là tổng là nhân với bao nhiêu 20 nhân với 12 đúng chưa và em chú ý cho thầy là lượng một lá thì là cần là 0,6 calo đúng không? hấp thụ được 0,6 calo vậy là 20 lá thì em nhân 0,6 nữa 20 nhân 0,6 nhân 12 Và nhân cho thầy là chú ý ở đây có 15% là gì ạ Là dùng để tổng hợp glue thôi Nhân 0,15 nữa Đúng chưa Nhá là ra bao nhiêu Ờ chỗ này là bao nhiêu Chỗ này là 13 nhé Mấy đứa bấm máy thầy cái 21,6 cảm ơn Thảo nhá 21,6 calo Đấy thế thôi Bài này rất là căn bản đấy Bài này ngày xưa các anh chị 2k5 làm nhanh 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 được Đây vậy thì bây giờ em cần là gì? Cần đây tôi cần tận là 1350 calo. thì tôi sẽ có là gì? Là ra cho thầy là cần bao nhiêu phút? Em lấy ông này này, em chia cho ông này thôi là em ra số phút thôi. 1350 mà chia cho 21,6 thì nó sẽ bằng là 62,5. Em sẽ cần là 62,5 phút. Mà 62,5 thì em thấy là 1 phút có 60 giây. Đúng không? Bằng 60 giây cộng với bao nhiêu? 2,5 phút. 2,5 phút của em thì chính là bao nhiêu? 2,5 phút của em là chính là bao nhiêu? Là 2 phút cộng với 30 giây đấy. Đúng không? Vậy là đáp án chúng ta là B, chắc chắn nhá. Được chưa? Vậy là chúng ta sẽ có là 1 giờ 2 phút 30 giây. Nhiều ông làm đến đây là 62,5 phút rồi mà không biết đổi đơn vị. Rồi à, chúng ta sẽ có 36. Nay thầy dạy hơi quá thời gian một tí tí nữa thầy Ngọc Anh sẽ còn phải chiến với lại các em 2K7 nữa các em ạ. À. Nào 36 nào. 36 này cũng rất nhanh này. Chúng ta sẽ đóng giả đi xử lý môi trường nhé Bởi vì bây giờ đang là trend Đúng không ạ? Ờ 2 x 10 3 là sao? Đúng 36 chia cho 180 đây Sao lại không hiểu 2 x 10 3 trời ơi. Thế này đây là 1 mon trong này nhé thì nó cần là từng này calo đúng không? Thế thì 0,36 chia cho 180 là của glucose thì nó ra bằng 2 x 10 x 3 mol đấy em. Thì nó là em nhân chéo lên là cần là gì ạ? 1350 calo. Hiểu chỗ đấy chưa? Nào thầy cho chúng ta xong câu 36 là chiến hết nha, thôi cố gắng lên các tình yêu của thầy. Các em sắp hoàn thành mục tiêu rồi đấy, cố gắng lên mỗi ngày một tí nhá. Thầy cho 36 câu là hơi nhiều trong một tiếng thì muốn chữ kỹ nó hơi khó các em ạ. Nào một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH bằng 4. Đúng không ạ? Bây giờ để thải ra ngoài môi trường ấy thì em phải cần tăng cái độ pH của nó lên. Tăng lên là nằm trong khoảng từ 5,8 đến 8,6 theo quy định. Đúng không ạ? Tức là nó cứ trung tính là tốt. Đúng không ạ? À nhà máy sản xuất người ta sẽ dùng vôi sống vôi sống là cao đấy em thả vào nước thì khi đó cao của em nó sẽ cộng với nước đấy nó tạo ra dù kiềm tương ứng của nó là caoh tất cả hai lần đúng không em thì bây giờ người ta sẽ hỏi em này Thế thì thực tế khối lượng vôi sống ấy cần dùng cho một mét khối nước để mà tăng độ pH của nó đang từ 4 tôi tăng lên 7. Đấy, tăng từ 4 lên 7. Và tôi sẽ bỏ qua sự thủy phân của các muối. Đúng không? Bây giờ em thấy là gì là em thấy là gì ạ? Một pH bằng 4 thì em có cái công thức là pH thì bằng trừ gì Lốc của nồng độ H cộng mà. Đúng không em? Điều đó đồng nghĩa việc là gì ạ? Là em có luôn cho thầy là nồng độ H cộng ở trong này chính bằng bao nhiêu? 10 mũ trừ pH. Tức là 10 mũ trừ gì ạ? Trừ 4 Nhá Em tính được cho thầy là nồng độ của H cộng 10 mũ trừ 4 M Thế bây giờ muốn trung hòa ấy, Thì bản chất của nó là Thực tế là chúng ta là thấy môi Trong cái mẫu nước thải của em Nó đang có chứa nhiều axit Thì bây giờ em sẽ làm sao Em cho vôi sống vào Thì nó sinh ra kiềm Thì kiềm nó có OH trừ Thì khi đó là H cộng ở Trong cái nước thải của em Nó cộng với OH trừ Để sinh ra gì ạ? Sinh ra nước Nó phản ứng trung hòa đấy Nhá Thế thôi Thế bây giờ chúng ta có là gì và à, nồng độ ông này là 10 mũ trừ 4 rồi Mà thì, à, em phải tính ra là số mon Thì khi đó số mon của H trừ đưa vào Nó sẽ bằng số mon của H cộng Thì môi trường của em sẽ là môi trường pH bằng 7 Trung tính Bây giờ em tính cho thầy số mon H cộng nữa là sao Nồng độ có rồi 10 mũ trừ 4 Đúng không? 10 mũ trừ 4 là nồng độ Và số mon của nó thì em thấy là cho một mét khối nước Và một mét khối Với nước của em ấy thì là gì là một mét khối nó tương đương 1.000 lít luôn Đúng không? 1 m khối là 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 1000 L rồi. Vậy là gì Ông này mol số mol của nó em nhân với lại bao nhiêu? 10 mũ 3. Đúng không? Vậy là số mol của ông này chính bao nhiêu? 0 phải 1 mol. Vậy OH- của em lúc này cũng là bằng bao nhiêu? 0.1 thôi. Nhà OH- bằng 0.1 thì OH- sinh ra từ đâu? Sinh ra từ ông này này. Mà trong này nó có hai gì ạ? gốc OH- thì số mol trong này phải chưa đôi chứ là không 0.05. Số mol ông này là cũng bằng 0. 05 Và hỏi người ta hỏi cái gì? Hỏi em là khối lượng của ông CAO thì em nhân cho thầy với 56 được sao? 40 cộng 16 56 thì kết quả chúng ta ra được M bao nhiêu? Lê Ngọc Ánh hôm trước đều sinh giỏi Tuyên Quang có câu y như này, thế à? Được chưa? Thì chúng ta có là không phải không nhầm như 56 thì chia chia 20 lần ra đúng không? Là bằng 2,8 g thôi. Đáp án chúng ta là là gì ạ? C. Ok chưa? Nhá. Những mà nào các em mà thấy là vậy uh, nếu mà uh, muốn xem lại video thì em có thể chia sẻ livestream hoặc là sau cái buổi này thầy sẽ edit video và đăng lên trên web cho các tình yêu của thầy Nhá yeah, ngày hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành mục tiêu rồi mấy đứa hiểu bài không cảm ơn Hương Lê, Nguyên Tài, Trần Long cứ chịu khó ra trường 4 năm nay mới lại uh, mới thấy lại thầy nhà nhà cửa cửa cố gắng nhé Hey, ngày hôm nay ấy là thầy đã đồng hành cùng các em thì thầy hy vọng ấy, là mấy đứa cũng đồng hành cùng thầy trong các buổi sau chúng ta cứ kiên trì từng ngày như con ong con ý kiến ấy, các em nhé thì chắc chắn kiểu gì các em sẽ thấy cái sự tiến bộ của bản thân mình à, nhớ cho thầy ấy là trong tuần này thầy đã chiến rất mạnh mẽ với các bạn vào những khung giờ 20 giờ 30 đúng không thứ hai thứ ba thứ tư và hôm thứ năm chúng ta sẽ chiến đề thi thử và hôm thứ năm thầy sẽ có những cái món quà rất đặc biệt và hôm đó thầy sẽ thông báo với các bạn về cái việc là khai giảng khoa học cuối cùng dành cho những bạn mà muốn chiến đấu với đại gia đình lớp VIP tìm đối học. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em nhé. À, thầy quen anh Dũng mới đi Nga về đang dạy MTA. Đúng rồi, anh Dũng là em của thầy mà. Em của mình mà. Ok nhá, thôi nhá, mấy đứa nhá, bye bye các em. hẹn gặp lại các bạn nhá. Tạm biệt mấy đứa.